Cho em một tràng hối tay thật lớn đi bà con. Dạ. Vậy mọi người hát nha. Đứa bé hả? Rồi giới thiệu. Đi đâu vậy? Lên đây. Ta đang hỏi công chuyện mệt quá. Tôi hận cô lắm mà. Nãy tạm bông kia không tặng tôi đúng không? Giờ 4 tuổi thiệt không? Ai dạy con ta vậy? Ai dạy con ta? Dạ con. Ai? Dạ con. Gì? Ai dạy con ta? Thiệt không? Mai đổi bài khác được không? Giờ còn bài nào không? Không bài đẹp hả? Bữa nay con nhức đầu quá à. Quý vị có thể con bé đi thi thách thức danh hài được không? Ok, được. Người hùng đứa hôn được không? Được không? Bả lắc đầu hay nó không à? Lên đó làm nhức đầu không? Nhức đầu không? Thôi về nghỉ đi ha. Được chưa?
Rồi. Bà nói bà không thi gì hết, nhức đầu rồi. Giờ xin quý vị mời quý vị trở lại với ba cô gái đẹp được không?